Kinh văn: Phục thỉnh Thế Tôn di chứng minh, ngũ trược ác thí thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Cuối xin Thế Tôn chứng minh cho, đời ác ngũ trược có nguyện vào trước. Nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Phật, nguyện chẳng tự mình chứng niết bàn. Giảng: Cuối sinh có nghĩa là gieo năm dốc xuống đất để đảnh lễ Thế Tôn chứng minh cho con. A Nan muốn đem thâm tâm của mình để phụng sự chúng sinh nhiều như cát sông Hằng trong các cõi Phật, để đền đáp ơn đức của chư Phật. Nhưng nếu A Nan chỉ nói mà không hành động để làm bằng chứng thì chẳng kể làm gì. Phải có người chứng minh cho A Nan. Do vậy, ngài cầu thỉnh Đức Phật chứng minh để về sau trong tương lai chắc chắn A Nan phải làm cho bằng được ý nguyện của mình. A Nan muốn Đức Phật chứng minh lời nguyện của mình: đời ác ngũ trược có nguyện vào trước. Khi mạng sống con người lên đến 200.000 tuổi, khi nào thì điều ấy xảy ra? Quý vị hỏi một cách hoài nghi. Nếu quý vị không tin có một thời kỳ mạng sống con người sẽ lên đến 200.000 tuổi, thì quý vị phải nên sống đến giai đoạn đó để thấy, để quý vị tin chắc rằng có người sống đến 200.000 tuổi. Khi đến thời kỳ mạng sống con người lên đến 200.000 tuổi, thì tuổi thọ của con người bắt đầu giảm. Cứ 100 năm giảm xuống 1 tuổi, và chiều cao sẽ giảm cứ 100 năm giảm 1 thước. Cho đến khi mạng sống con người giảm xuống còn 200 tuổi, đó là bắt đầu thời kỳ ngũ trược ác thế. Trước thời kỳ ngũ trược ác thế, thế giới rất thanh tịnh, tinh khiết, cũng như ngũ đài sơn hiện nay được gọi là thanh lương địa vậy. Trong tương lai, thế giới sẽ tiếp tục thay đổi, và sau vài ngàn năm, ngũ đài sơn sẽ không còn được gọi là thanh lương địa nữa. Nó có thể sẽ được gọi là nhiệt náo địa. Điều ấy cũng không biết chừng. Ngũ trược ác thế là gì? Thứ nhất là kiếp trược. Kiếp là từ tiếng Sanskrit, Hán dịch là thời phần, sự phân chia thời gian. Làm sao mà kiếp trở nên bị hỗn trược? Là vào thời kỳ ngũ trược ác thế, các nghiệp ác của chúng sinh làm cho kiếp trở nên bị hỗn trược. Thứ hai là kiến trược. Trong quá khứ, mọi người đều thấy mọi vật đều thanh tịnh và tinh khiết. Nhưng khi đến thời kỳ kiếp trược, thì người ta thấy môi trường chung quanh không còn thanh tịnh và tinh khiết nữa. Kiến trược là kết tinh của năm tà kiến. Lấy ngũ lợi sử làm thể. Lợi có nghĩa là nhanh, sắc bén. Ngũ lợi sử tức là năm quan niệm sai lầm: thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ, kiến thủ, tà kiến. Thân kiến là mọi chúng sinh đều chấp rằng mình có thân, họ yêu mến thân mình. Ta phải săn sóc thân mình, đừng để điều gì xảy đến cho tôi cả. Họ xem thân thể mình là điều tối quan trọng. Họ muốn ăn ngon, mặc đẹp,
sống tiện nghi. Họ luôn luôn xem thân thể mình như là viên ngọc quý. Đúng rồi, thân thể quý vị là viên ngọc quý, nhưng nếu quý vị sử dụng sai mục đích, quý vị sẽ biến nó thành một thứ chẳng khác gì hơn phân người. Sao vậy? Vì quý vị chỉ để ý đến phương diện hời hợt nông cạn bên ngoài mà không khám phá hết được hạt ngọc chân thật bên trong tự tánh. Thế nên những gì quý vị biết tựu trung chỉ là thân xác, và quý vị không thể nào buông bỏ nó xuống được. Từ sáng đến tối, quý vị chỉ bận rộn vì thân thể mình. Đó là thân kiến. Biên kiến là thích bên này hoặc bên kia. Nếu quý vị không nghiêng về không, tức là vô, thì sẽ nghiêng về có, tức là hữu. Nói chung, biên kiến là không hợp với nghĩa trung đạo. Thứ ba, trong ngũ lợi sử là giới cấm thủ. Giới luật sẽ trở thành tệ hại khi căn cứ vào một cái gì chẳng phải là nhân mà cho đó là nhân. Những sai lầm như thế dẫn đến lối tu khổ hạnh vô ích. Trước đây tôi đã giảng giải, có người bắt chước thói quen của loài bò hoặc chó, hoặc ngủ trên giường đinh, hoặc làm theo lối tu khổ hạnh vô ích. Những ai làm theo như vậy gọi là mắc vào giới cấm thủ. Họ nghĩ rằng, hãy nhìn tôi đây, chẳng có ai làm được như tôi, các ông chẳng ai bằng tôi cả. Họ luôn luôn có suy nghĩ tự cao ngã mạn này trong tâm. Thứ tư là kiến thủ, có nghĩa là chấp vào quan niệm của mình là đúng. Quan niệm sai lầm về một cái gì chẳng phải là quả mà cho đó là quả. Người mắc phải kiến chấp này cho rằng họ đã chứng quả, trong khi thực sự họ chẳng được điều gì cả. Thứ năm là tà kiến. Những người có tà tri tà kiến thường cho rằng không có nhân quả, bài bán chính pháp, tự mê hoặc mình và làm cho người khác mê lầm. Năm thứ dòng kiến trên đây khiến cho tâm chúng sinh tối tâm mê loạn, tự tánh dẫn đục, cho nên gọi là ngũ trược. Thứ ba trong ngũ trược là tiền não trược, do ngũ đồn sử kết thành, gồm tham sân si mạng và nghi. Tham là chỉ cho sự tham muốn một cách không thể thỏa mãn được những cảm giác dễ chịu. Quý vị thường tham muốn những gì mình thích. Sân là không thích những điều mình cảm thấy khó chịu. Si là những dòng tưởng điên rồ. Mạn là lòng tự mãn và kiêu ngạo, cảm thấy rằng ta là bậc nhất và chẳng có ai bằng ta. Người ngạo mạn thường không lịch sự đối với người khác. Nghi là nghi ngờ chánh pháp, thay vì vậy lại thích tà pháp, không tin vào chánh pháp nhưng lại tin vào các pháp không chân chính. Đây là ngũ đồn sử tạo thành thứ trược thứ ba, tức là phiền não trược. Sự có mặt của ngũ đồn sử này đã tạo nên vô số phiền não. Thứ ba trong ngũ trược là chúng sinh trược. Chúng sinh, chúng ta nay cũng đừng cố diễn tả nó làm gì. Sao vậy? Chúng sinh vốn là quá dơ bẩn, quá bất tịnh, quá cấu uế. Quý vị đừng nên cho rằng mình là hạng chúng sinh cực kỳ lớn. Chúng sinh vốn là rất tối tâm và u mê đần độn, chẳng có gì tốt đẹp về chúng sinh cả. Nhưng chúng sinh lại nghĩ về chính mình,
như một cái gì rất đặc biệt. Mặc dù thật sự họ cấu thành do từ bốn thứ trược nêu trên. Thứ năm trong ngũ trược là mạng trược. Kiếp sống của chúng ta ở thế gian, mạng sống của chúng ta là bất tịnh. Vào thời ngũ trược ác thế, tâm tánh chúng sinh can cường, khó điều phục. Nên vào thời kỳ ấy, chư Phật thường xuất hiện để giáo hóa chúng sinh. A Nan phát nguyện trước hết sẽ thâm nhập vào ngũ trược ác thế để giáo hóa cứu độ cho chúng sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi vào trong ngũ trược ác thế để giáo hóa cứu độ cho chúng sinh. Và nay đệ tử của Ngài, A Nan, có lẽ cũng muốn theo nguyện lực to lớn Đức Phật và làm theo. A Nan không sợ ngũ trược ác thế đầy nhiễm ô. Dù thế nào đi nữa, Ngài cũng đến đó để giáo hóa chúng sinh. Nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Phật, nguyện chẳng tự mình chứng Niết Bàn. Nếu dù chỉ còn một chúng sinh chưa thành Phật, còn cũng sẽ chưa thành Phật, còn sẽ không được công nhận như là người đã đạt được quả vị, còn sẽ không nhập Niết Bàn. Đây cũng giống như lời nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát: chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề, địa ngục dị không, thì bớt thành Phật. Địa Tạng Bồ Tát ở trong địa ngục với quỷ đói, Ngài phát nguyện rằng: nếu địa ngục chưa trống không, chưa hết tội nhân, thì Ngài sẽ không thành Phật. Ngài nhất định sẽ chờ. Khi nào thì địa ngục mới trống không? Đừng bận tâm về Ngài. Nó sẽ trống khi nào nó muốn. Trước khi nó trống không, bất luận quý vị có bận lòng bao nhiêu đi nữa, thì Địa Tạng Bồ Tát chưa thành Phật, Ngài vẫn chờ. Ha ha ha, 问什么的说呵。